Hiện tại trên tay tôi đang cầm con Blackmagic 4K. Đây là một trong những con máy đầu tiên ở Việt Nam. Và tôi rất là thích khi mà được cầm, là người đầu tiên được cầm với con máy này. Đồng thời cũng là người mẹ mở siêu luôn. Và tôi cảm thấy rất là thích thú. So với cả cái hộp ngoài thì nó rất là to. Hộp ngoài rất là to. Đấy, thì là khi mà các bạn mở cái hộp ra ấy, thì bên trong nó sẽ có một cái tập. Bên trong này có một cái tập. Xem bên trong này có gì nào. Các bạn sẽ được tặng kèm một đĩa hướng dẫn sử dụng. Một tờ hướng dẫn sử dụng. Và một bộ phần mềm cài dựng đổ màu DaVinci. Tôi là tôi ưng nhất này. Và khi các bạn muốn sử dụng được cái bộ phần mềm cài này ấy, thì là các bạn phải có một cái key kèm theo của nhà sản xuất được gắn trong cái USB này thì các bạn mới sử dụng được. Các bạn có thể cài cái phần mềm đấy ở bất cứ máy nào, nhưng mà các bạn phải có cái key ở trong cái USB này các bạn mới có thể dùng được. Tiếp theo sau đó là ngay bên dưới nó là một cái bộ sạc. Và ở đây là được có rất là nhiều những cái đầu sạc, đầu nối khác nhau mà các bạn có thể sử dụng. Ở đây có rắc cắm hai chạc này, có rắc dẹt và đủ thể loại rắc các bạn có thể sử dụng tùy cái nhu cầu. Tiếp theo là đến phần quan trọng nhất, tôi phải để máy xuống đây. Xin giới thiệu các bạn, đây là con Blackmagic 4K. Để mà nói so với cả 5D Mark 3 thì là con này nó nặng hơn. Nặng hơn, cầm thì đầm tay hơn. Đấy. Và nhìn nó rất là chuyên nghiệp, vô cùng chuyên nghiệp. Đi kèm theo nó chỉ có một cái này gọi là cái gì nhỉ, clip này. Đi kèm theo nó thì là các bạn sẽ được kèm theo một cái bộ cút để lắp vào cái máy như thế này, chắn sáng, chống lóa. Đấy, nhưng mà đến khi mà mình review thì là mình sẽ tạm thời bỏ cái cút này ra để cho các bạn dễ có thể nhìn thấy cái màn hình bên trong. Kèm theo nó là một cái bộ dây đeo thì cầm vào nó rất là êm. So với cả của Canon thì con này cầm thích hơn, đeo có vẻ thích hơn. Đấy, thì là chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết của cái con Blackmagic 4K này. Ok, đây là cái thành phần, đây là cái chính ở trong cái hộp vừa nãy của tôi. Là hiện tại thì là theo tôi nhận thấy thì là khi mà cầm cái con Blackmagic 4K này vào thì nó đầm tay hơn và nó chắc tay hơn cái con 5D Mark 2 hoặc 5D Mark 3 rất là nhiều khi mà tôi so sánh như thế. Đấy, còn thêm len vào nữa, khi mà các bạn gắn len vào nữa thì các bạn còn cảm thấy là nó còn nặng hơn. Giờ hiện tại là ở đây có rất là nhiều cọc. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây có rất là nhiều cọc. Remote này, cổng tai nghe này, hai cái cổng mic và một số những cái cổng sạc điện với cả cổng in out gì đó. Đấy. Ở đây còn thêm một cái cổng Thunderbolt. Thunder. Nói chung là ở đây có rất là nhiều cổng. Khi mà các bạn mở cái hộp này ra thì các bạn sẽ bị ngợp với tất cả cái cổng này. Nó đều có thể giúp ích bạn trong tất cả các trường hợp. Các bạn coi. Còn bên này là khe cắm ổ cứng SSD. Đấy. Còn bên này thì là có một cái cổng cắm ổ cứng. Thì là hiện tại là tôi đang thấy trên này ghi là SSD. Đấy, còn không biết là chúng ta có thể cắm được thêm cái ổ cứng nào khác không. Đấy.
Còn phần trước của máy, chúng ta nói đến cái phần trước của máy thì là với cái thiết kế, với cái thiết kế của Blackmagic thì nó tương đối là hiện đại. Cái thiết kế của nó tương đối hiện đại. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái logo của Blackmagic Design. Đấy, một cái logo 4K và hiện tại đây là có một cái nút red. Khi mà mình nhìn ý, thì là nó tưởng nó là một cái logo nhưng thực tế đây là một cái nút red để các bạn bấm để quay thật. Các bạn có thể bấm vào nó để quay. Đấy, khi mà các bạn cầm như này, các bạn có thể bấm để quay. Đó. Và tất cả những cái nắp lens. Blackmagic đã sản xuất ra nhiều cái đây là cái gì nhỉ, cái ngàm đúng không? Mao. Blackmagic đã sản xuất ra rất là nhiều mao máy, đời máy nhiều mao để dành cho những cái bộ ống tương thích, ví dụ như kiểu là của Canon, Ford, Nikon, Kazai và rất là nhiều ống khác. Đó, các bạn có thể nhìn thấy sâu ở bên trong. Đây là bộ cảm biến. Và hiện tại trên tay tôi cầm đây là mao cho Canon và Kazai. Và ở mặt trên thì là chúng ta có đến 3 cái lỗ cắm. Đấy, mà chúng hiện tại thì các bạn có thể cắm nhiều thứ mo này. Đấy, khi mà các bạn đặt vào trong một cái hệ thống quay với đầy đủ full thiết bị thì các bạn sẽ sử dụng được hết tất cả những cái lỗ cắm ở trên này. Đấy. Còn bên dưới thì là như thường niên thì chúng ta có thể review cái bên dưới này. Thì là đây là cái cổng để quạt. Nó là cổng nhiệt, thoát nhiệt. Đấy, bên trong này thì là nó có một cái hệ thống quạt. Khi mà các bạn bật máy lên thì cái tiếng quạt này nó kêu rất là to. Rồi còn thêm đây cũng là cái lỗ cắm để đấy này. Còn mặt sau, ta có thể giới thiệu mặt sau của các bạn. Đây là nút Iris. Đây là nút Focus. Đây là nút Rec này. Còn tất cả những cái này là nút bật, menu, rồi thì là tua đi tua lại, rồi xem dừng hình. Đấy, các bạn có thể. Và có một cái rất là hay ho là cái màn hình. Đó là màn cảm ứng. Ở đây tôi có thể bật cho các bạn xem. Tôi có thể bật cho các bạn xem. Vì là tôi chưa lắp lens cho nên là nó sẽ đen. Rồi tôi bật cho các bạn để xem. Tôi bật lên nha. Tôi sẽ vào menu cho các bạn xem. Đấy, tất cả những cái thông số nó rất là đơn giản. Cái menu ở trên Blackmagic này nó rất là đơn giản, các bạn nhìn qua một lượt thôi là các bạn có thể xét được cái máy của mình nó như thế nào. Đấy, và tất cả mọi thứ nó là cảm ứng, tất cả mọi thứ nó là cảm ứng. Đấy. Cái gì như tôi thấy là đối với con 4K này thì là ISO của nó dừng lại ở mức 800 là cao nhất. Tiếp theo là nhiệt độ màu, thường là 3200, 4500, 5000, 5600, 6500, 7500. So với cả những cái con máy ảnh kỹ thuật số như 5D Mark 2, 5D Mark 3 thì là nhiệt độ màu chúng ta, đối với con này thì chúng ta không thể làm cho nó có những cái thông số mà sát kề cận nhau nhất. Và đây là nhà sản xuất người ta đã set up hẳn những cái thông số để cho các bạn có thể set được rồi. Nó có những cái nấc nhất định. Đấy. Bên dưới này là shutter. Cái này là chỉnh màn chập. Bên dưới đây là độ chỉnh màn chập. Đấy. Tùy vào cái điều kiện ánh sáng hay là tùy vào cái điều kiện mà các bạn có thể thì cái shutter này nó ảnh hưởng đến cái thứ nhất là cái chất lượng hình ảnh khi mà các bạn quay ở trong cái bối cảnh mà có nhiều đèn
thì các bạn nên đẩy những cái shutter nó cao lên để mà nó không bị nhiễu màn hình đấy. Và cái shutter này nó còn ảnh hưởng đến là cái ánh sáng, cái ánh sáng khi mà nhìn lên cái màn view đấy. Trên này là time này, camera ID đấy. Còn cái thứ hai này là cái audio setting này thì các bạn có thể tự nghiên cứu được khi các bạn cầm trên tay, tại vì cái này nó quá đơn giản, tôi cũng không nói qua nữa, tôi cũng không nói đến nữa. Tiếp theo là rec đấy, thì là cái recorder setting, thì cái đầu tiên là format. Ở đây có những chế độ process 4K, process HD đấy. Còn bên dưới là mấy cái này tôi chưa tìm hiểu lắm, nhưng mà nó đơn giản là những cái chế độ các bạn set máy để cho ra những cái chất lượng hình ảnh mà các bạn mong muốn, ví dụ như kiểu là dành cho video hoặc là dành cho phim, thì các bạn có thể set máy ở trong cái record setting này. Cái bên dưới là frame thì ở đây có 24 frame, 23 frame và 30 frame, dừng lại ở 30 frame. Thì đối với các bạn nào mà muốn slow ấy, thì các bạn khó có thể dùng đến cái con Blackmagic này, bởi lý do là nó đang dừng lại ở 30 frame. Còn cái menu cuối cùng là cái display setting. Cái này là cái hiệu chỉnh khi mà các bạn quay. Ví dụ như kiểu là đây là hình ảnh dành cho phim, cho video này. Đây là cái độ sáng tối của màn hình. Đây là cái Zera là cái sọc chỉ cái độ cháy, cái độ bị lốp của màn hình. Đó, bị lốp của khung cảnh khi mà các bạn quay lên. Đấy, còn hai cái dưới thì tôi chưa nhìn ra. Thì là dù gì đây cũng là con 4K đầu tiên ở Việt Nam, và tôi rất là may mắn được cầm vào. Và tôi hy vọng là trong khoảng thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn những cái hình ảnh và những cái review về con Blackmagic 4K này sớm nhất. Liên quan Entertainment xin được tài trợ chương trình này. Chào và hẹn gặp lại.